Hello mọi người nhé. Thì đây, sau đây thì mình sẽ quay cây bồ kết cho các bạn xem như thế nào. Đây là cây bồ kết này. Ok. Đây, sau đây thì mình sẽ lên đây. Khó đi đấy, hơi khó đi. Đây, chúng ta gài bồ kết các bạn này. Kêu bồ kết này. Bên này rất nhiều gai luôn. Gai mọc tua tủa. Gài bồ kết. Gai này thực sự là rất là sắc nhọn luôn này, nó khủng khiếp luôn. Này mình chọc vào tay thì thôi rồi, khỏi phải nói luôn, buốt. Ở bên này cũng có một cây nữa. Ok, rất là nhiều lá. Lá này thì nó nhỏ nhỏ thôi.